đâu có dễ qua được mình chứ. Mấy bữa không có gì hay buồn quá trời luôn rồi. Dạ. Tại vì con sức tiện con đau lòng á. Ờ tôi muốn xỉu. Nói vui. Nói vui thôi chứ chị. Cho vui chứ vậy ha. Nói cho vui thôi mà. Ở sư tỷ là phải nhớ rồi không nhớ được. Dạ, dạ đừng lo. Quá trời nhiều rồi. Dạ. Con có mua ấy rồi con để trong tủ cho dì hai đó nha. Chả lụa. Dạ, không sao. Dạ. Đâu? Thầy á, không dám đâu. Thầy đâu có cho. Ai đặt? Ai đặt vậy? Thôi khổ đi. Rửa cho sạch được rồi, trời ơi. Dạ, chị Đồng Anh ơi. Bây giờ chị kiếm nào ngồi chơi uống trà đi. Tới lạc bỏ cái hầu hết trơn. Dạ. Trần trần trần. Đâu ăn đâu lạ. Ủa chơi vậy hay nói cuốn bò bía hả? Ăn lẩu rồi chút nữa mới ăn chứ. Ừ, nhưng mà mình phải cuốn đi chứ. Lỗi hồi nữa rồi. Đói á. Em là ăn bánh mì rồi, khỏi lo. Nãy em vô chợ Miên em mua bánh mì em ăn rồi. Mình biết thân mình mà. Trời ơi đó. Thấy chưa? Ai mà giấu được Đồng Anh, Đồng Chị, Đồng Chúng Tu. Ê. Chị Tina ơi. Tới một mình thôi nha. Dạ. Ờ, xong rồi nó bán. Dạ. Xong quà này chứ hai mua xong quà hứa chân chứ hai quá. Nó mánh á. Thằng thông hứa này nó mánh lắm nha dì hai. Bán ba cái này nè. Cái thằng ngô này trong Trung Quốc à. Nó giấu vô trong á. Giấu vô trong á. Buôn bán gì đâu mà nó thiệt á, không có tình người hết trơn trời. Xong rồi hả? Nghe lại giữ cho ta. Em sợ chị Dục đó. Rồi đậu gồng tao mua 8 đồng mới dục hết 3 đồng bạc à. Cái này có nhắc nữa kìa. Nói hoài à, nhắc hoài à. Sao không nhắc? Nhắc hoài. Nó cho cô đi rửa nè chứ. Cô không có lật thì cho cô rửa. Cô rửa sạch lắm cho cô. Vậy Đồng Anh rửa thì được. Cực kỳ từ cộng luôn á. Ừ. Cho Đồng Anh kỳ từ cộng nè. Để nhỏ này nó cũng dục hết rồi nè. Đâu? Quá, mấy cái hư đó chứ em đâu có dục đâu. Cắt để cắt làm bốn luôn. Để chị làm cháo quẩy xong em mới làm nước súp. Bây giờ nước súp lẹ lắm. Giữa ra mới là lâu. Ừ. Nước súp hồi bữa nay con tìm mua ghiền không có luôn nha hai. Không có ghiền mà mua. Cũng được không sao, lá chanh được rồi. Thiếu nó thì không ngon nhưng mà cũng chịu thôi chứ sao. Hai ba chợ không có ghiền luôn á. Gừng thì có. Món này ai nấu gừng. Gừng đúng vậy. Dạ, để hồi con bỏ gừng. Chúng mình thì có. Mình đậm
xây hạnh phúc đơn. Trời ơi, cắt cái ấy luôn. Em tỉa bớt cái đít á, cái đít nó đang thù lùi đó. Đó, đó, cắt cái ấy bỏ, đúng rồi. Ừ. Thiệt á. Phải đem đem huấn luyện. Rau canh chua không có luôn. Rau gì? Ờ, rau ngổ không có luôn. Em mua em không, em mua em tưởng không có, em tưởng có nhưng mà cũng không có. Thôi có quế ăn đỡ đi. Tại ở cái chợ em biết nó thiệt chỉ cái gì nó cũng mua hết trơn, nó mua sạch hết trơn luôn. Chợ Miên đó. Nó mua sạch hết trơn. Bây giờ tại vì restaurant nó đóng cửa hết. Đúng rồi, chỉ có Tungo thôi. Bên này có assistant đông quá, mình không làm gì sướng dễ sợ luôn trời. Ngồi uống cà phê, ngồi uống cà phê luôn. Đã quá. Hôm qua hôm kia đó mình làm, tự làm, tự làm muốn măng, tự luộc, tự làm luôn thì muốn xỉu luôn á. Nấu măng hả? Trời ơi, nấu măng không cần tôi giới. Hôm qua, bữa hôm qua, cái bữa chủ nhật đó. Chủ nhật có đây, hôm qua đâu có, chủ nhật. Chị nói không lên thì không lên, dạ. Ừ, hỏi gì hả? Trời, hậu, hậu đâu mà hậu. Cải xanh thôi à. Cải xanh cơm, bông đem cải xanh qua. Dạ. Dẹp ha. Một hồi lấy bông cải về ăn bớt nhiều quá. Em thấy rẻ em mua cái đống. Em nghĩ cải xanh lấy một bó thôi. Nhiều quá ăn không hết. Dạ. Ok. Dạ. Dạ. Vậy nha. Rồi, mình bây giờ mình có món này mới ngon nè. Thế cần. Ủa. Ủa cần rồi con mua đâu hết rồi? Cần đâu hết rồi ta? Chị Đồng Anh. Đóng cái cửa lại giùm em ơi. Thôi, đóng cái cửa lại. Thôi để thầy la. Dạ. Mình chỉ đẹp là có ai, tình mình non nữa hả? Nói gì trời ơi, em là bí quyết cái đó mà không đem lên sao ăn? Ăn măng gì hai? Măng không? Ồ, quên gì hai đâu, măng quên. Quên. Dạ. Dạ. Vô. Hôm nay làm món lẩu Thái nha cả nhà. Thân yêu. Để em cắt dài cũng được. Thớt nè. Thấy bên lưng cắt rồi em sợ vô tay quá. Cắt gì đâu mà. Không phải mà ai làm rau, trời ơi, nguyên cổng cải luôn á. Không lạc luôn á. Này có accident hết rồi, giờ mình sướng nè, ngồi uống cà phê thì nhà cả nhà thân yêu ơi. Là liếc, là liếc. Liếc à. Đợi hồi người ta nấu mà, đâu phải là ngồi chơi đâu. À. Nè, em lấy cái dao này em sắc vô cái cọng nấm nó mút mút chút em ơi, em cắt đâu nó sần già ăn anh luôn á. Mút không? Ừ, cắt nó phải láng nó đẹp mới được nha. Bữa nay là nấu đồ ăn cho đầu bếp dữ là dì hai với anh, là đâu phải ăn bình thường được em. Ở nổ nè.
điện thoại của ai? Đồng Anh kìa, hai hộp nem. Không, bự bự chút. Đâu em đâu biết đâu. Em nãy em chưa thấy luôn á. Ai biết nằm đâu. Một cái thôi, chừa lại. Còn em ơi nữa. Trời, tôi ngồi không cũng được. Quý vị này nữa. Ừ, cắn rứt quá. Nào nấm hả? Ấy giờ được. Cắt đi. Em lấy này nè, em cắt nó mới đẹp, cắt xéo xéo á. Tập đi cho nó quen. Vừa vừa thôi. Cái này chỉ assistant luôn, trình cắt cho cái bao ra luôn kìa. Nè cô ơi, cô rửa đâu tới đâu rồi? Rửa chỗ nấm kìa. Rửa gạo đừng hối nha, hồi nó cát không á. Ghê nha. Này sao bỏ trời. Héo đồng héo, ta còn khúc dưới nè. Hả? Nó thiệt á. Tỷ này thiệt á. Mấy cái thôi, mấy cái làm cho nó sắc cho nó vui vui thôi. Dạ. Nào vậy hả? Để nấu canh đi vậy hả? Để nấu súp đi vậy hả? Khỏi gấp cải vậy hả? Con nghỉ khổ đi, ăn napa cho nó ngon được rồi. Cái đó để con nấu súp đi vậy hả? Này rửa đi, hồi nữa cái mình bầm ra. Nhiễm. Xuân đến xuân đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà anh. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bối xóa khi... Ủa dao tôi đâu vậy? Em quăng hết rồi. Trời ơi, dao của mình cũng lấy. Thiệt là. Hay là mày cho anh khi mình ướt không? Không, em giờ em đang đè tại chị ơi, em mập lắm rồi. Cười, chị vừa phải chị Đồng Anh. Mỗi lần em nói em đè tại chị cười sặc sặc ra là sao? Là sao là sao? Hôm qua qua chị Đồng Anh tập tạ kìa, em tập hết 60 cái luôn. Rồi kéo nào găng bụng găng tay gì kéo ra hồi xanh mặt mày tưởng xỉu với bộ. Lấy cái cùng giấy riêng vỗ tay bóc hoài làm YouTube không được nữa. Chị Đồng Anh nói sáng chị kêu em qua tập thể dục nha, tập tạ nha, kêu thấy gì nghe phone chị Đồng Anh thôi khỏi bắt luôn. Ngủ tiếp. Kéo gì nói. Em lấy cái khăn á, gì sao dơ dữ vậy trời. Lấy giấy chùa nữa nhé. Dạ chị Linh, đưa mẹ em ly cà phê chị Linh. Tại bây giờ nó mua, nó nói nè anh Bảo ơi, mua cho anh ly, lẽ mình không muốn phụ lòng người ta. Là không muốn. Dạ, năn nỉ con luôn á, con mới uống đó chứ. Đâu phải mời là uống đâu. Năn nỉ mới được.
muốn muốn sặc cà phê luôn. Mốt đừng năn nỉ nha. Kể chi một đêm. Cái này là để dành tạo gì? Cái nào vậy hai? Cải hả? Dạ dạ. Dao của mình đâu ta? Con mua măng tươi. Vậy hả? Nấu bắt cắt dĩ vậy ha. Con đâu có măng đâu con luộc. Con mua đại măng tươi luôn. Nhưng mà con luộc sạch lắm. Thấy muôn đời nói kiếp muốn tối cùng bên nhau. Không, măng đó em tính kho kho chai ăn đó. Kho ăn. Kho với nấm đậu hũ ngon lắm á. Dạ. Biết sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, không mang trên đời. Em ơi bao giờ nhớ luôn đầy vơi. Đó đó lật rồi á, chưa rửa đó. Yeah. Cái bạc trôi á chị Đồng Anh rửa kỹ á nha, trong đó cát không á. Cái gì? Cái bạc trôi á. Nói tiếng gì? Cái cải đó. Dạ, hết rồi. Đó là bạc trôi đó. còn dạ đúng rồi. Hồi đó em rửa không sạch tại bị bạc tai đó. Bởi vậy. To không dám, bậy. Chị Đồng Anh nói bậy không à. Em làm gì? Dám? Trời đất ơi. Yeah. Này ghép tôi vô có tội luôn kìa. Dễ sợ không? À, chị ấy là người Lào mà chị ấy nói tiếng Việt cũng rành lắm nha. Vui của em cùng ai bên đời. Mình vui cánh chim. Giờ hồi sáng còn đi thao gẹt đó vậy hai. Ôi nó vắng như cái gì luôn mà không còn cái gì luôn á. Trời ơi hết nó nổi luôn. Đồ gì mà nó lấy sạch hết trơn. Thiệt á. Ôi giấy thì còn mà nói mấy cái đồ dùng á. Đồ hũ hả? Đậu hũ tươi tươi đúng không? Ừ. Cái đó đó để dành mình làm món khác. Vì hai chừa nó miếng nữa. Một đêm. Dạ. Béo béo mà ta. Trời ơi vậy hả? Ngồi cái quẩy, trời giống như chân gà tam quan, ông nội dám ăn. Dạ, quê, ta kêu đếm lên đây. Không ăn đâu, lắc đầu nữa, ai mời, không rảnh. Tập cho nó quen. Vì hai là, dạ, vì hai là sư phụ của anh mà. Hả? Chị nó lớn nó thiệt á. Em giận á nha, em giận á. Sợ vợ mình chứ, sợ vợ ai đâu. Đó, tại chị làm rau đẹp quá vậy.
Bỏ hết napa luôn đi. Bỏ hết sao cô? Không đầy quá, mình còn cải xanh nhà, mình còn cải ý nữa nè. Vậy nè. Nhưng mà ở napa mình lắp gì nè, mình chừa hai góc hai bên cho nó anh là đẹp đó. Đúng rồi. Rồi bên này là cải xanh nè, bên này đó. Đó, đẹp quá. Hết sảy luôn. Ghê ha. À. Này accident nhiều quá nên mình chỉ quay phim thôi. Cũng mới bữa làm thiệt nó chạy muốn quýu đít luôn, không ai giúp hết trơn. Ô thầy. Mô. Em cắt ngược lên này. Úp cái miếng nó xuống, úp ngược là à. Trời cắt cũng cắt ngược nữa, sao làm ăn được trời. Chỉ hoài luôn á. Không phải anh khó với Accident biết không, mà chỉ cho nên á. Chứ anh là dễ lắm em ơi. Tính anh rất là dễ luôn á. Ai ơi. Rồi. Ok phải không? Lấy cái măng ra đi. Em lấy cái nồi đó đó. Cái măng có ai ăn không? Không hả? Ghê à. Ai đưa lên YouTube mà bây giờ con gái nó em bị đâu phải làm cho nó dữ dằn lắm được chứ. Xong. Rồi. Ok đu. Ủa bình dầu nè. Này làm mà. Hộp nè. À hộp súp, súp đúng rồi. Ok. Cuối này luôn. Ừ. Vigo. Bỏ Vigo xào nha. Cho nó vàng nó thơm mới được. Cháy cái mùi Vigo á. Cái này mới là quan trọng, nó thơm. Xong tới lá xả, anh lá chanh thái chứ lộn. Rất ngon nha cả nhà thân yêu. À, xào cho nó săn nha. Càng săn càng thơm càng good. Đó, khi mà xào nó anh xào cho nó thơm á, xả cho anh xả đừng đứt tay người xả nó. Bỏ qua trời ơi bỏ xả thì bỏ giấy luôn nó thiệt á nhờ ghê được chứ đó, cái đó là cái khử mùi á hiểu không, đậu thái là em phải khử mùi nó vậy đó hiểu chưa, mốt làm ở nhà cho nó biết cho nó quen hả. Dạ dạ có đầu bếp đây ngu gì làm đúng không. Đó. Xong bắt đầu cho nó thơm em thấy mà có mùi thơm lên mới được nha, em cho nó bột đó đi, cái bột đó. Cái này đó là lấy cái màu á. Rồi, xào trước thôi, mình xào lấy cái màu thôi. Cái chảo này nó mỏng, nó dễ vàng lắm. Xong. Ủa anh nấu bằng nồi nhỏ thôi. À, đâu có, cái này là nồi nước cốt á. Em ra hứng cho một nồi nữa, nửa nồi nữa thôi. Dạ, có súp nữa. Mùi nó hăng nha.
ăn nó thơm á cả nhà. Đó. Bắt đầu mình mới nấu. Hồi nữa là có màu đẹp luôn. Dạ. Rồi bỏ hết luôn. Vừa thôi. Tới nắp rồi nè. Còn nấm nữa. Wow, hay vậy ta. Mấy người? Tí xíu nè, em mở chút xíu nè. Còn nấm nữa. Cái này nấm mình xào sẵn nha cả nhà. Đây. Tất cả các loại nấm rất là thơm luôn. Bỏ vào lấy nước ngọt luôn, vừa nước ngọt súp của tất cả các rau củ á. Thơm. Ok. Miếng nữa thôi. Rồi đủ rồi. Thank you very much. Sau này mình bỏ cà nữa nha cả nhà, bắt đầu cho nó ra mùi cái đã. Bắt đầu mới nêm nha. Đúng rồi, em cắt nhỏ luôn. Sẽ trở lại sau với cả nhà nhé. Sau phần nêm. Giống như bị chill á. Nó dơ lắm, lấy cái dĩa không được, hơi to. Nãy tôi lấy cái đó mà thấy dơ quá. Được. Bây giờ mình luộc mì gói chai nha cả nhà. Thân yêu ơi. Mì gói chai. Lạnh. Xong cái em biết em ấy xong cái dắt á. Dắt xong rồi để cho nó gọn vô. Vừa thôi, dắt như người nhúm vậy đó. Cho nó vừa ăn thôi. Dầu luôn trời. Nó có bình dầu cho anh để vô đấy. Biết hồi nó dính không ta? Nghĩ nó dính không? Thầy đốt cho thầy. Xong rồi con ra ăn phụ. Một hồi nó dính. Dính không? Dính không? Vậy khỏi hả? Vậy mất công vậy? Dĩ nhiên sao? Dạ, dạ. Bóc rồi thôi phải không? Nãy giờ mình nói sớm. Cho anh làm chơi vậy, hành hạ chơi. Ghê ta. Đầu bếp nó nấu ăn chứ đâu có luộc mì. Ủa vậy hả? Chứ ai luộc mì? Anh luộc chứ ai. Vậy thôi cái gì? Bây giờ anh để cục vô nó cũng bị mix. Ồ, thôi vậy thôi, đem ngoài đi. Hại não rồi đem ngoài, anh lấy cái tên gót ngoài luôn. Trời ơi, đứng nãy giờ. Nãy giờ không ý kiến. Đi ra ngoài cái xin kìa. Trời ơi. Ủa, bé này nó ghê chứ. Tự nhiên nó đem ra ngoài sân trời. Bảy đường.
thấy muối mật ngọt. Nó bí quyết á. Nó miệng nai kỵ ta. Không chua hả ta? Mình nếm thử bên này coi. Hướng bên này. Vừa chưa? Ta thấy nó lạnh. Nó thiếu ngọt phải không? Thiếu ngọt, thiếu chua phải không? Hơi mặn hả? Nó mặn nhưng mà nó gắt phải không? Tính bỏ này vô mà sợ nó chua nữa nè. Ta vẫn giờ đời phút đêm ta chưa. Vô đây dao cũng bị lấy luôn nè. Dao để, không dao mua để riêng này luôn cũng bị lấy luôn. Thua. Chạy anh tiếp luôn ta. Ồ, chưa, nó chưa ấy à. Nó tan hết rồi mà. Bên đây bờ bên đó đó. Chắc buồn làm chi, rồi em lặng lẽ ra đi. Đốt trên tiết luôn hả? Xong xuôi rồi cả nhà thân yêu ơi, món lẩu chay tuyệt vời. Xong xuôi rớt miếng cà rồi, thất bại rồi. Hên quá, không giờ, bỏ vô luôn. Tăng tăng tăng. Ta ra đi 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 đa. Anh khóc cho riêng hưng thờ. Anh chết trong mộng ngày xưa. Wow, hết sảy luôn. Em đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ. Một phút tim anh hơn hơn trọn kiếp yêu anh. Xong xuôi, xôi lên là xong rồi đó. Này nấu giảm bớt mỡ luôn, không có nấu mỡ dầu nhiều nha. Xong xuôi cả nhà thân yêu. Lẩu chai thập cẩm do Đình Bảo miền Tây của tôi thực hiện, rất ngon. Chúc cả nhà buổi sáng buổi tối thật vui, nhớ xem ủng hộ Đình Bảo miền Tây của tôi nhé. Chào cả nhà.